trên đời ta vẫn có tình yêu. Tình yêu của ta mênh mông như biển cả, rực rỡ chói chang như mặt trời mùa hạ, rồng dài thăm thầm như dài ngắn hà càng cô. Tình yêu của Roma lúc nào cũng đom đóm. Roma yêu đời, yêu chúng sinh, yêu cả cả con, yêu cả sự đẹp tươi, cả những điều không có. Roma yêu hành tinh, yêu luôn cả thế gian này. Rực rỡ chói chang như mặt trời mùa hạ, rồng dài thăm thầm như dài ngắn hà càng cô. Tình yêu của Roma lúc nào cũng đom đóm. Roma yêu đời, yêu chúng sinh, yêu cả cả con, yêu cả sự đẹp thế gian này. Roma ta không thể chỉ yêu riêng một má hồng, không thể yêu riêng một người trong một tình yêu nhỏ bé. Tình yêu của Roma mênh mông như đại dương, Roma yêu gặp muôn ta được rồi hả? Thế thì quý vị đang cố gắng trong quá thiền, luôn luôn lúc nào cũng tập trung vào thiền, nhớ lấy đời người sống được là bao. Thời gian con người thế gian ở thế giới này vô cùng ngắn, gắn tranh thủ, gắn nắm bắt cơ hội cho mình. Sau khi có một khóa thiền để mình dung bồi lực lượng và công đức tu hành của mình, sau khi trang cuối cuộc đời khép lại, con người ai cũng đều biết, đều tất cả mọi thứ đều trả về cho các bụi. Thôi thì có phương pháp thiền trong tay quý vị rồi, gắng cố gắng gìn giữ nó, trân quý nó và cố gắng lúc nào cũng tham thiền. Sau khi cuộc sống ở đời, cuộc sống bổn phận là một công dân đã đầy đủ, đã vẹn toàn rồi, thì mình cố gắng lúc nào mình cũng đi thiền định. Thiền định là một lực lượng từ ái soi dịu đi tất cả mọi sự khổ ải cho muôn sinh. Thiền định là một lực lượng từ bi, lúc nào cũng đều tha thứ và thương yêu. Thiền định là một chấn động lực xua đuổi đi tất cả những sự bất ổn đến trong cuộc đời của mình. Thiền định như một ánh sáng của mặt trời. Khi mình đã thiền định
thì lực lượng ánh sáng bên trong của chúng ta như mặt trời đã nổi lên. Khi mặt trời đã nổi lên rồi thì bóng tối bắt buộc phải nhường bước mà thôi. Cho nên thiền định là một sự vô cùng quan trọng trong cuộc đời làm người của chúng ta. Con người thế gian không, đừng để thiếu sự thiền định. Mang thân xác này, mang cái nhục thể này của chúng ta, càng hơi thở, càng thức ăn, vân vân, thì thiền định của mình cũng giống y như vậy. Thiền định của chúng ta không khác gì hết, cũng như là một món ăn cho mình vậy. Cho nên thiền định là một lực lượng yêu thương, một điều gì đó, một sự mầu nhiệm đến cho cuộc đời của mình. Cho nên là thiền định là quan trọng nhất. Bất luận mình thu vô bất cứ những điều gì thế giới con người đi nữa, có điều gì khó khăn trong cuộc đời của mình, cứ ngồi xuống đi, nhắm mắt lại, thấy nó. Quý vị ngồi xuống nhắm mắt lại đi, tất cả mọi thứ đều có sự sắp đặt và an bài, và tất cả mọi thứ đều là giải bài cho mình hết, và sự sắp đặt của mẹ thiên nhiên đều hỗ trợ cho mình, sự sắp đặt của Thượng Đế và Phật Bồ Tát đến cho cuộc đời của mình vô cùng tuyệt vời. Cho nên thiền định là một sự vô cùng quan trọng trong cuộc đời của chúng ta với pháp môn âm thanh ánh sáng này. Ánh sáng của nội tâm của mình, ánh sáng của trí huệ của chúng ta, ánh sáng được lòng từ bi bên trong của mình là. Cho nên là thiền định vô cùng quan trọng. Giống như con người, vạn vật, con người chúng ta sống phải cần nước, cần thức ăn, cần không khí, vạn vật. Nếu con người chúng mình không có không khí là mình thân thể này không tồn tại. Không có thức ăn thì con người trong mình không tồn tại. Bên trong chúng ta cũng vậy, con người chúng ta cũng vậy. Mình phải cần thiền và cần thiệt. Cho nên bao nhiêu đời kiếp chúng sinh cứ lặn hụt như quý vị đây. Quý vị là một chúng sinh lặn hụt trong thế giới này, đã chìm đắm bao nhiêu sự khổ ải, thì kiếp này quý vị quên nó. Trước mắt của mình thấy không nhớ và không thấy rõ bất cứ điều gì. Nhưng khi mình đã lìa bỏ cái nhục thể này rồi, thấy tất cả mọi thứ. Vậy thì cuộc sống là người, cuộc sống là một nhà sư, cuộc sống là một tu sĩ. Thậm chí mình khoác lên mảnh áo gì đi nữa, tu sĩ bên trong của chúng ta, nhà sư bên trong của chúng ta, không phải là đó là một bộ đồ. Phải nhớ, một bộ đồ không làm nên thầy tu. Phải nhớ việc này là vậy. Cho nên là bên trong của chúng ta là một sự vô cùng quan trọng. Lúc nào quý vị cũng đều hướng về bên trong của mình. Thiền định vô cùng quan trọng. Vậy thì hôm nay Guru nhắc quý vị tới đây. Trong ngày thiền thất này, gắng cố gắng bất cứ ở đâu đó, dưỡng thân khẩu ý bên trong mình thanh tịnh, giữ mọi cử chỉ hành động của mình để hướng vào bên trong của mình là một sự bình an phúc lạc. Vậy thì lời chúc thiêng liêng của ta sẽ đến quý vị trong ngày thiền thất bình an. Khóa thiền thất bình an này cầu phúc cho quý vị nhận được nhiều sự gia ăn thiên đàng và tình đế. Okay.